Năm 2016, Việt Nam đã thành công trong việc áp dụng các công cụ đổi mới sinh thái và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững cho các doanh nghiệp ngành nghề chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp vẫn gặp phải nhiều khó khăn và thách thức do chính sách để khuyến khích năng lực công nghệ hạn chế, thiếu nhận thức về đổi mới sáng tạo tại hội thảo đổi mới sinh thái hướng tới phát triển bền vững của các doanh nghiệp ngành giấy bột giấy và ngành đồ uống do viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương vụ khoa học công nghệ bộ công thương và trung tâm nghiên cứu tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững ccs tổ chức nhiều ý kiến cho rằng đổi mới sinh thái sẽ thúc đẩy sự đóng góp của doanh nghiệp cho sản xuất và tiêu dùng cũng như sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hướng tới phát triển bền vững vì vậy cần có khung chính sách và công cụ để thúc đẩy sản xuất, giúp các doanh nghiệp thay đổi mô hình sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả, sử dụng nguyên nhiên vật liệu và tiết kiệm năng lượng, hướng tới sản xuất mô hình bền vững, tăng trưởng lợi nhuận dài hạn, tăng tính cạnh tranh trong thị trường, thu hút đầu tư, đồng thời giảm thiểu tác động của môi trường.